hỏi thiền tông Tân Diệu là sai với chánh pháp hay không? Với sư cho con hỏi về tỉnh thức Bồng Lai. Thì thưa với quý vị á, khi mà quý vị hỏi về cái thiền tông Tân Diệu á, thì sư cũng có một cái hình tượng như thế này. Đó là mình muốn tìm đậu trắng nó lẫn vào trong một cái mớ đậu đen á, thì ít nhất á, là mình cũng phải có đậu trắng thì mới tìm được. Còn khi mình tìm không không có đậu trắng thì ở đâu ra mà tìm? Thì cũng vậy đó. Sư cũng ráng sư tìm những cái quyển mà huyền ký, rồi những cái buổi vấn đáp của cái nơi này, nhưng mà sư tìm không ra một cái chỗ nào là đúng với chánh pháp cả, cho nên sư rất tiếc là về cái chuyện này là sư chịu thua, bởi vì sư tìm không ra một cái chỗ nào có tương ứng với chánh pháp đó. Không biết hai vị có ý kiến gì về cái chuyện này không, về cái thiền tông Tân Diệu này không? Vì hỏi mấy câu mà chết cơm quá. Chúng tôi cũng muốn, tôi cũng tính lên để tôi đi tra Google, tra cho tôi đi YouTube để mà coi cái Thiền Tông Tân Diệu nói cái gì. Nhưng mà rồi quay lại thì thôi, coi luôn, không rảnh. Nhưng mà đó, lúc tôi nói một cái điều này, quý vị nhớ dùm là khi mà tôi nhớ là khi các vị thiền sư biến điện, khi các vị dạy thiền Vipassana và thiền Samadhi, chứ chưa có một cái thiền nào mà lấy tên một nhân vật nào đó để ra làm thiền. Thì quý vị biết là ở tự nhiên anh dạy thiền của Phật mà tại sao lấy tên của mình làm cái tên của thiền đó. Cũng như trong phim kiếm hiệp, mà biết sao không, phim kiếm hiệp vậy đó, cái môn võ công này là ông tổ sư này ông sáng tạo nè. Bây giờ tôi nói là Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong đi, nhưng mà tới thời cái ông chủ môn thứ 18, 19, 20 gì đó, cái là nó biến thành Thái Cực Quyền tên ông đó là sao. Ủa, mình có duy trì, quý vị phải hiểu cái sự duy trì cái nền móng, cái gì duy trì cái gốc của nó. Nếu không á, cái giới trẻ, cái bậc hậu lai sau này á, họ sẽ không biết ở đâu là mà họ lần họ tìm hiểu. Có câu chuyện như vậy, có một vị trụ trì khi mà ăn trong mình bát đó, thì cái bát vị này bị lủng, nhưng mà theo luật á, cái lủng nó có cái mức độ lớn bằng trọng Ba đen ngón con mắt tay. con gà con câu á, thì mới được thay cái bát. Cho nên mỗi lần khi ăn xong á, vị chủ trì này mới đưa cái bình bát lên, là ngó lên tức trời để coi nó lụt tới cái mức nào. Thì một thời gian sau rồi cái vị chủ trì này mất đi, thì cái hàng hậu thế, cái đám đệ tử cứ ăn xong là cứ đưa lên nhìn để mặt trời, nhưng mà làm không biết làm để làm gì, mà tại vì nó học theo vị thầy, tại vị thầy quá 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 tiếng, có cái sự nổi tiếng, có cái sự để đời để cho người ta tập theo. Nhưng mà người ta lại không có hiểu rằng là vị này đưa lên để coi lũng đó đâu. Nhưng mà những người sau đó họ tưởng đâu đó là một cái hành động gì đó nó rất là dữ dằn, cho nên họ trước. Thì cũng vậy ở đây á, thiền bất cứ thiền gì quý vị, tôi không cần quý vị ai dạy, nhưng mà tại sao không gọi là thiền Mahasi, tại sao không gọi là thiền kim triệu mà là thiền Vipassana thôi, hay là thiền Samadhi. Tại vì người ta giữ luôn cái tính chất gọi là truy cầu về về cái nguồn gốc của nó, không không dám. Nếu mà ai dạy thiền ngờ cứ để tên mình thì như vậy nó thành một cái gì mất đi cái gốc gác luôn. Nói luôn cái vụ vậy ông ta, tôi nói luôn cái vụ Thất Bồng Lai nhé. Chưa đâu, từ từ đi, để nói xong cái Tân Diệu trước đã. Không biết là sư thầy Tường có ý kiến gì không? Hai vị trả lời cũng khá là đầy đủ rồi, cho nên chắc lướt lướt qua câu hỏi này. Còn về cái vấn đề mà bên tỉnh thức Bồng Lai đó, thì xin thưa với quý vị, cái chuyện đúng sai thì đã có pháp luật giải quyết. Đúng sai như thế nào thì rõ ràng pháp luật họ điều tra,
và họ phân tích rõ. Còn mình là một nhà sư, mình cũng không phải là một cái nhà điều tra, thì cứ để cái chuyện đó cho cái người có chuyên môn. Đấy, quý vị chỉ cần theo dõi pháp luật là quý vị biết những cái sai phạm ở chỗ đó. Tuy nhiên á, nó có một cái luồng ý kiến, đó là cái kiểu mà tôi tự tôi tu thì tôi đâu cần phải tham gia vào giáo hội. Thì nhiều người họ bám vào cái chỗ này nè để mà họ họ chửi, mà họ chửi một cách là không cần suy nghĩ đúng sai đó. Tức là cái kiểu là tôi muốn như thế nào là chuyện của tôi, giống như là anh không có cho tôi vào giáo hội rồi là anh bắt đầu anh bắt chẹt, thì xin thưa nó giống như cái kiểu là mình ăn vạ đó, trong khi thực tế những cái sai phạm ở nơi đó thì báo đài báo chí các cơ quan điều tra ha, và sắp tới chuẩn bị là đi ra tòa án, thì quý vị sẽ nắm hết toàn bộ những thông tin những sai phạm ở đó. Sư thì sư chỉ nói về một mặt, đó là cái chuyện là tự tu. Xin thưa nó, chúng ta phải phân biệt nha, là mình xuất gia đúng luật nhưng mà ở một nơi khác không không có hoặc là chưa có tham gia vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà mình xuất gia đúng luật thì vẫn là một vị tỳ kheo. Ví dụ như những vị người Việt Nam khi mà đi qua bên Miến, qua Thái đó, và các vị đó xuất gia, họ cụ túc giới một cách đầy đủ đúng luật đàng hoàng, và các vị đó vẫn đúng là một vị tỳ kheo. Khi các vị đó về Việt Nam, mặc dù á, vẫn chưa có giấy tờ, vẫn chưa có tham gia vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng các vị đó vẫn là một vị tỳ kheo. Nó khác hoàn toàn cái chuyện là mình tự mình mặc y mặc áo vào và sau đó là mình tự xưng mình là ông thầy, tự xưng mình là ông sư, thì đó là phạm vào một cái lỗi lớn, đó là cái lỗi mạo nhận tỳ kheo. Mạo nhận tỳ kheo, mà cái lỗi này đó, cái người mạo nhận tỳ kheo này đó, sau này họ tuyệt đối không được xuất gia. Đã một khi anh đã mạo nhận tỳ kheo rồi, anh không bao giờ được xuất gia được. Đó, cho nên là chúng ta cần phải phân biệt rõ cái vấn đề này, chứ đừng có nhìn một cách phiến diện. Còn cái chuyện mà cái vụ này sở dĩ nó nổi đó, xuất phát từ cái chuyện là mấy chú tiểu. Nhưng mà xin thưa là từ cái hồi mà mấy chú tiểu lên diễn cái chương trình gì đó rồi lên YouTube, thì sư chưa bao giờ coi chương trình của các chú tiểu, Tính trên hài sư chưa bao giờ coi. Tại vì chỉ đơn giản là nó không có giống như cái cách của những vị tu sĩ nên làm. Tức là mình là nhà tu, sư không biết, chưa biết là ở đó họ tu có đúng hay chưa, nhưng mà cái chuyện mình là nhà tu á, rồi mình đem lên mình diễn hài, rồi mình để cho người ta chọc cười á, đối với sư thì sư phản cảm cái chuyện đó. Và quả thật là trong giới luật cũng không cho phép cái chuyện đó. Cho nên sư chỉ đơn giản là sư từ chối xem những cái chương trình đó. Và sư từ chối xem những tin tức liên quan đến những chú tiểu và cả tỉnh thức Bồng Lai. Chẳng qua là dạo này thì nó nổi cộm và cơ quan điều tra vào cuộc, thì sư mới biết thêm một vài thông tin thôi. Rồi, không biết là các vị có ý kiến gì không? Sư Chánh Tâm thì đang bị mất tín hiệu, cho nên là thỉnh sư Tuệ Tường ý kiến trước đi. câu hỏi này thì đây, sư Thanh Tại nói cũng khá đầy đủ rồi, cho nên là cái xin lướt qua con. Sư Chánh Tâm đang mất tín hiệu, cho nên là chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.